đang làm gì đó? Tôm bơm, tôm bơm câu cá này đánh bơm bón đánh hai lưỡi nha, đánh hai lưỡi nhỏ thôi. Đánh bơm người ta còn gọi là đánh lăng xê nữa đúng không? Đúng rồi, giống như đánh lăng xê lên mà đánh ít lưỡi hơn chút. Đánh ít lưỡi hơn lăng xê hả? Ừ. Đây là lưỡi Trung Quốc nha các bạn. Lưỡi số 11. Số 11. Đừng có lo là không dính cá bự, bị dột. Thật ra ai dính mà mình đóng cần mà đủ lực là dính rất là chặt, chặt còn hơn là đánh đơn luôn nha các bạn. Cá nhà dạ. Lưỡi rất là nhỏ nghe anh em. Ừ, nét à. Dột đường nào nổi. Cao thủ à? Cao thủ, cao thủ. Với lại có một cái nữa là cá nó dạng ăn hơn nữa. Cục này chỗ này. Chỗ này mình xỏ vô. Cá nó kéo thì càng kéo càng siết lên. Còn đây mình làm cái thẻo. Vậy là hơi dài nha các bạn. Mình sẽ rút lại một nửa luôn đó. Nửa đây, nửa luôn. Cả đó đó. Để khi mình vô mồi nó dây nó đúng rồi đó. Cả đó đó. Mà tóm ở giữa, tóm ở giữa lại đi cọc. Lát mình cắt lại, buộc thêm dây nụt. Cỡ đó là được rồi đó. Buộc thêm dây nụt nó lát cắt ra. Con này nó vô đây. Kéo lên mani, đầu này thắt vô mani. Nhà này kéo cắt không đứt rồi. Dây này là dây BE. Nó có cái độ bền cao nha các bạn. Mới kéo cắt nó không đứt nữa. Cá ụt dữ các bạn. Cá ụt rất là dữ. Nay đánh thử hên được em nào không đây. Chưa nữa nó ụt dữ đó. Cá ụt ấn hồn trời. Bấm 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 bấm. Anh Nhã thì chơi chì nó song song với lại cuộc mồi nha các bạn. Có người thì đánh chì lòn trên, anh Nhã thì đánh kiểu song song. Vô mời thử cho các bạn xem luôn. Đánh lô xì nha các bạn. Đánh bánh mì cũng được mà oxy cũng được. Rồi. Dấn vô trái bơm. Cho miếng đi.
cái này là mình nhấn vô cái nè, để lưỡi câu vậy nè, cho nó quay cái lưỡi câu ra vậy nè. Đã cá lại nó cạp là dính sóc vô lưới à. Bên đây nhấn vô lỗ nè. Còn cục mờ luôn ha. Còn cục mờ. Bớt rồi đó. Vớt cái đây rồi để chìm. Đó, cho cái này đi luôn đi. Đây luôn nè. À đây đây, xéo xéo đây nè, xéo đây. Ở đây thôi. Không xéo đi, tại vì ở đây nó vướng. Ở đây thì nó đỡ vướng nè. Chào tin vui thôi, hy vọng là có cái đường kẻ rồi để không bị sốc được bình. Các bạn thấy cá ở đây dữ không, này cá nó muốn nhảy lên mặt nước không à. Nó đang giật hai cây cần. Ăn gình. Cá đang ăn. Ốc quá ốc anh em ơi. Hiện giờ là khoảng 5 giờ chiều. Đang gình cá, nó đang phá mồi của anh Nhã. Gình nhìn hồi hộp quá. Cá nó muốn nhảy ra khỏi sông. Bưng bưng lên. Con cá nhỏ hơn cái bọc nữa trời. Cần thủ đây. Chạy chắc nuốt luôn rồi. Nuốt luôn cái nuốt không? Giật cái mỏ nó còn dính cái chế nuốt. Còn đang nữa. Mùa này dính toàn cá thứ này không à. Nãy ăn kia dính cá 2kg, 2,5kg. Bãi này luôn. Nãy có anh kia dính được con 2,5kg bãi này. Con này thì 250. Vì sao đưa vô đường mắt một trời. Con nghe con mắt hả? Ừ. Giật nó quá mạnh nha. Cá này giật không có cái bọc có cản lại chắc bay luôn được rồi. Sao đây? Đâu rồi? Được rồi. Tính sao? Dục xong đi. Dục.
cho nó về chút nữa hơi dục, để đây đi, để hơi dục nó chưa rồi. Cá nhỏ quá thả các bạn, cá nhỏ quá nẹp phóng sinh nè, ăn thấy giật cần cũng mạnh nhưng mà nhỏ quá, không giật bay cần luôn á trời. Hai năm sau trở lại bắt cá này 8 kg.